sao chưa có ai chân vậy? Chắc chưa tới giờ. Rồi em mời anh chị nha. Bữa nay là em làm từ thiện nha, chứ không có buôn bán gì ở đây hết trơn á đó. Xin chị ngon miệng ngồi đó chị. Mọi người có ăn chay á, mọi người né cái quán thô hương cái giùm tôi cái nghe. Không biết cái quán đó bán có an toàn vệ sinh thực phẩm không? Mà tôi ăn á, tôi nhập viện liền vậy đó. Mới xin tiền ra mặt mày tôi còn. Ủa sao đi về? Ê, trên đây tao review là phải có quán mày không nè. Đúng, đúng rồi. Làm ăn gì đâu mà mắc cái vệ sinh gì vậy? Ủa, gì á? Từ thiện phải nấu cho nó sạch sẽ vệ sinh chứ ăn uống kiểu này người ta dọc kiện hết là sao? Anh chắc hiểu lầm á chứ. Thường tháng nào cũng nấu cơm từ thiện cho mọi người mà. Đúng rồi, tháng nào em cũng làm từ thiện, có ai bị gì đâu. Ai ác mồm ác miệng vậy? Đây là nói là có bằng chứng đàng hoàng chứ. Đó, trên mạng ta đăng đó. Mọi người ơi, tháng này á là mình ăn chay nhiều lắm. Mình né cái quán nữa ra nghe. Trời ơi, sao mà ai review gì ác vậy? Sao mà không có đúng sự thật á? Em đâu có biết cái gì đâu. Cái này chắc hiểu lầm anh. Thôi thôi, ta không ăn nữa đâu. Thôi thôi, cảm ơn nha. Ô, anh chị. Ủa là sao? Rồi bây giờ phải làm sao? Biết. Cô Thương. Trời ơi. Chào anh. Khỏi chào với chân. Cái clip này là làm sao? Trời ơi, tôi tin tưởng tôi gửi cô tiền làm từ thiện mà bây giờ cô làm tôi một cú hết hồn luôn. Cô làm gì là chết tôi, khác gì lừa đảo tôi. Trời ơi anh ơi, bây giờ cái chuyện đúng sai ai biết sao không? Bây giờ anh thấy bình tĩnh. Thôi thôi thôi, tôi nói cho mọi người nghe. Đây nè, người ta gọi điện tôi mang vốn nè. Đó, tôi phải lại trực tiếp gặp cô đó. Chứ mà để mà mọi người lại trực tiếp gặp cô là hơi mệt đó. Thôi thôi thôi, bây giờ tôi sẽ trả tiền lại hết cho mọi người. Chứ mọi người làm từ thiện mà tâm không tỉnh gì trơn á đó. Mới coi ba cái clip ở trên mạng thôi mà đã ầm ĩ sồn sồn lên như vậy rồi. Tôi đây tôi thay mặt mọi người, tôi đứng ra tôi mở quán, tôi làm từ thiện, tôi có ăn đồng bạc đâu. Mà mọi người nấu gì kỳ vậy? Thì một phần thì cũng tại cái clip nó review, rồi một phần tôi nói cho cô nghe là tiền của người ta gửi tôi để tôi gửi cô làm từ thiện. Tiền người ta xốp chứ phải không đâu. Tôi khơi đâu mà cô ấy gì. Ơi, có clip review không bây giờ rối lên hết. Mà chị ký vô biên bản được phạt. Thực phẩm bên chị có chất bảo quản không được sử dụng trong thực phẩm nên dẫn đến ngộ độc cho người dùng rất là cao. Hiện tại chúng tôi đã có clip là đã xác minh rồi. Yêu cầu chị đóng cửa quán trong thời gian chúng tôi làm rõ sự việc. Trời đất ơi, em có biết cái gì đâu mà bây giờ đóng cửa quán thì làm sao em sống được đây. Mà thực phẩm là em nhập để em nấu thôi chứ không phải là em là người sản xuất đâu. Mà sao làm vậy với em? Ui, mày bình tĩnh chứ sòng sòng thì sao làm được cái gì? Thì bây giờ chúng tôi mới yêu cầu là đóng cửa tạm thời để làm rõ nguyên nhân. Quan trọng là bây giờ mày lấy nguyên liệu đâu nè? Kênh Fan Official. Anh nhớ lên đăng ký giấy phép kinh doanh nha, chứ làm ăn vậy là không có được đâu. Dạ, em nhớ. Em cảm ơn chị ạ. Thực phẩm của anh Ken á là đầy đủ tiêu chuẩn để cung cấp ra thị trường. Chỉ là chưa đăng ký giấy phép kinh doanh và bị phạt hành chính thôi. Còn bên cô á là rất nhiều hóa chất. Không thể nào được, thực phẩm bên tôi bị là thực phẩm bên nó phải bị chứ. Cô quay lại có lấy chỗ nào khác chỗ tôi không? Chứ mấy quán chay người ta cũng lấy nhiều nguồn lắm á. Điên hả? Trời ơi, người ta lớn người ta lấy nhiều nguồn khác. Còn tôi có chút ép à, mà lấy nhiều nguồn chi? Nhớ kỹ coi chắc chưa? Mày cũng không tin tao. Con. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Dẹp tiệm đi, lòng lan dạ sói. Sao mấy người này ác quá vậy? Không được, không được. Ủa cái gì vậy? Mày nhìn người ta làm tùm lum tá lả mình vậy đó. Làm gì mà làm quá vậy trời? Tao thấy bắt đầu mọi người làm quá chuyện này lên rồi đó. Trời ơi. Thôi vô nhà đi, có chìa khóa không? Vô nhà đi. Ai chửi mắng thì ta giả điếc. Mày giả điếc được chứ không có giả đuôi được đâu nha. Người ta chọi thẳng vô mặt tao đi nè. Bây giờ có điếc hay đuôi gì cũng không làm được gì người ta chứ. Nhưng mà tao không có cam lòng. Tao bị quan mà. Bây giờ cho tao tin mày đi. Đó. Mà mày có bằng chứng gì không? Hả?
Mày bây giờ phải cố nhớ lại là ngoài chỗ thằng Ken ra, mày có lấy hàng ở đâu nữa không? Trời ơi, tao bị ngơ chứ không có mất trí đâu nha. Từ đầu tháng 7 âm lịch tới bây giờ là tao chỉ có lấy hàng mỗi mình bên nó thôi đó. Ủa chứ đó mày lấy hàng ở đâu? Thì ba cái đồ thực phẩm chay này cũng tăng giá rồi. Thành ra hả, mà bên nó rẻ được chút, tao cũng lấy hàng bên nó. Mà tức cái là cái thiệt chứ. Nó giờ nó phủi tay. Nó phủi gì, tao thấy nó nói đúng. Bây giờ mày có cái bằng chứng nào là mày chỉ lấy hàng mỗi bên nó không? Có. Tao có lắp cam CCTV từ ở ngoài này nè. Tại vì từ bữa giờ đông khách thì kia nọ, tao để tao coi xe cổ đó. Mà từ đầu tháng 7 tới giờ là tao lấy hàng mỗi bên nó thôi. Có ngày giờ rõ ràng. Đó, được coi. Đâu rồi. Nhiều đây cũng chưa đủ. Gì đây, tiếng hối lộ tao à? Không được đâu. Để đi cho nó nói. Bởi vì tao không có ưa cái mặt của mày. Cái miệng của mày, muốn gì thì nói lẹ lẹ đi, vòng vo. Thì nó ngắn, nó dài thì cũng phải nói. Nhanh lên. Trời ơi, thì tao nhờ mày dùng cái tiền này để nấu cơm chay từ thiện giùm tao đi. Sao lại nhờ tao? Cho tao nói cho nhanh. Bây giờ là tình hình gì nè, quán nó bị phốt. Mà sau cái phốt đó nó cũng không, người ta cũng không tin tưởng nó làm từ thiện nữa. Với lại tiền từ thiện thì nó còn, cho nên là định đưa cho mày coi có làm phước công quả gì được thì làm. Cũng có nhiều người người ta vẫn còn tin, nhưng mà thực phẩm bên mày thì đảm bảo hơn, nên thôi mày nấu đi. Với lại tháng này cũng tháng 7 nè, làm mưa làm phước công quả gì được thì làm tốt. Wow. Cũng được. À, bên ta chỉ có thực phẩm thôi. Bếp thì cũng có, nhưng mà có người nấu chay là cả một vấn đề đấy. Chẳng lẽ thuê? Mà con này đang phốt này sao mà thuê được? Cần chi xa tao nè. Gì? Mày đó giờ có biết nấu ăn đâu. Xin lỗi bạn, đồ ăn bình thường thì mình không biết nha, chứ còn đồ chay là mình một bụng. Tin được không đó ba? Trời ơi, tao học nấu ăn từ bên nó đó. Để đổ đâu ta? Nè. Ê, cái này không phải đồ nấu đâu, cái này để giao cho khách á. Chứ nấu bằng cái gì? Trường ơi, đây nấu bằng cái này này. Cái này sao? Trường bưng này ra ngoài tao nói. Rồi cái này mình giao cho chỗ bữa hả ông anh? Cái này cái đó để đi. Ok. Mày nhớ ra trả đúng số lượng hôm bữa nó mượn nhá. Tao đếm rồi đấy. Dạ, em có giữ giấy mà. Mượn đi. Nấu nhanh lên nhá. Nay 100 phần đấy. Biết rồi. Đúng là trong này có hóa chất, không giống như hàng hôm an toàn vệ sinh thực phẩm xuống kiểm tra bên kia. Tôi nghĩ có vấn đề gì ở đây. Hôm bữa anh Ken có nói với em là mượn số hàng bên cửa hàng thực phẩm chay khác về. Còn làm gì thì em không biết. Mà hôm bữa em cũng mới mang qua trả cho người ta để lấy số hàng cũ từ anh Ken về. Sự cố về an toàn thực phẩm ở tiệm cơm chay của Thương là có hóa chất trong đồ ăn khiến quán Thương phải đóng cửa và mọi người đã không tin Thương nữa. Thực phẩm bên chị có chất bảo quản, không được sử dụng trong thực phẩm. Hiện tại chúng tôi đã có clip và đã xác minh rồi. Yêu cầu chị đóng cửa quán trong thời gian chúng tôi làm rõ sự việc. Nhưng khi bên an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc kiểm tra bên Ken thì chỉ phạt do chưa đăng ký kinh doanh, chứ không hề có dấu hiệu của hóa chất trong thực phẩm. Thương bị mọi người khủng bố quốc ức, đưa cho tôi coi cam. Cả tháng Ken tới giao hàng cho mình chứ Thương không lấy của ai khác. Trước đó Thương nhập hàng ở chỗ khác nhưng vì bên Ken rẻ hơn nên Thương đã chuyển qua lấy của Ken thì xảy ra sự việc. Tao có lắp cam CCTV từ ở ngoài này nè. Mà từ đầu tháng 7 tới giờ là tao lấy hàng mỗi bên nó thôi.
có ngại giờ rõ ràng. Để tìm ra nguyên nhân, tôi và Thương qua nhờ Ken làm từ thiện thay Thương còn số tiền còn lại. Của một số mạnh thường quân vẫn còn tin tưởng, bên Ken có nguồn thực phẩm là tiện nhất. Tôi thì biết nấu đồ ăn chay nên xin phụ làm bếp. Ken thấy lời nên đã nhận. Khi tôi định lấy thực phẩm để nấu đồ ăn chay, thì Ken không cho lấy ở thùng đó mà đưa cho tôi đồ mà gã giao hàng mang vào. Tôi thấy thái độ Ken rất lạ. Cái này không phải đồ nấu đâu, cái này để giao cho khách á. Chứ nấu bằng cái gì? Đây, nấu bằng cái này này. Tôi nghe thấy Ken nói với gã giao hàng về việc mượn hàng gì đó, giờ mang đi trả. Tôi nghi ngờ Ken có sự trao đổi và mang tối thực phẩm nhờ công an xác minh. Mày nhớ giao trả đúng số lượng hôm bữa đã mượn nhá. Tao đếm rồi đấy. Dạ, em có giấy mà. Ok, lượn đi. Công an đã xác minh trong gói thực phẩm chay mà Ken đưa cho Vinh có tổng hóa chất độc hại để bảo quản, không được sử dụng cho thực phẩm. Ken có clip về quán của Thương sợ động nên đã thuê gã giao hàng chuyển hàng đi và mượn hàng ở cơ sở khác để đảm bảo chất lượng che mắt lực lượng chức năng. Mày làm gì ấy? Sập nhà tao bây giờ? Tao thấy chuột đâu, nó chạy lăn quanh đây nè. Trong này mày để đồ ăn đúng không? Cái gì? Có chuột á? Ờ. Ôi bỏ mẹ rồi, kho thực phẩm mà lại có chuột thì toi cơm à. Đây. Nè, cập đập luôn. Trong tủ đó, tao thấy chắc trong tủ đó. Ở đó đó. Con. Có cái gì đâu ba? Sáng là thấy một lần, hồi nãy tao thấy nó đi cả đôi vô đây, nó dập dìu trong này định đập nó đó. Thôi được rồi, tí tao ra chợ mua bẫy sau, đi ra làm tiếp đi. Cẩn thận nghe, chuột với đồ ăn nguy hiểm. Đi á. Anh đã bị tôi phát hiện rồi. Bây giờ mời anh theo chúng tôi lên phường. Sau đây là một số khuyến cáo dành cho các bạn. Hiện nay có rất nhiều người ăn chay nên nguồn thực phẩm chay cũng được tiêu thụ mạnh, nên mọi người cần mua thực phẩm chay những nơi đảm bảo có giấy phép, hạn sử dụng đàng hoàng, không ham rẻ mua những loại thực phẩm chay kém chất lượng, gây hại đến sức khỏe. Phát hiện cơ sở bán thực phẩm chay tổng hóa chất bảo quản độc hại, hãy báo ngay cho cơ quan công an để tiến hành điều tra và bắt giữ. Và tôi là Vinh Trần, hãy theo dõi tôi sẽ giúp các bạn tránh xa những nguy hiểm.